Tà Sùa là nơi trước kia vốn chỉ nổi tiếng với trẻ san tuyết cổ thụ và quả sơn cha này đã trở nên gần gũi và thân thuộc hơn với nhiều tín đồ đam mê xây dịch. Nơi đây quanh năm chìm trong biển mây bình bồng là điểm đến được cộng đồng du lịch bụi đánh giá là thiên đường hạ giới của Sơn La. Nếu bạn còn đang băn khoăn về Tà Sùa hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu nhé. Tà Sùa là địa bàn miền núi phía Bắc thuộc huyện Bắc Yên của tỉnh Sơn La, đất núi cao rộng và người thưa, nơi cư trú lâu đời của những bản người mông núi cao và nhiều đường đất gồ ghề men theo vách để đến được những bản người mông sinh sống những vòng núi nối tiếp nhau cao và lượn sóng những thung lũng yên ắng trong nhịp thời tiết và nhiệt độ chênh nhau trong ngày khá khác biệt giữa nắng hửng và lạnh về đêm thời của công nghệ và mọi người có thể làm báo online nên thông tin về tà sùa có thể chiếm dung lượng khá nhiều muốn đến tà sùa có thể bằng nhiều phương tiện như xe khách xe máy xe của đoàn du lịch tổ chức từ các hướng để đến thị tứ bắc yên Điều quan trọng là người cầm lái phải dũng cảm, có kinh nghiệm để cho những người cùng đi an tâm bởi xe chỉ có tiến lên và tiến lên, những đoạn xuống dốc chỉ ngắn và tạm thời để tạo đà chạy tiếp những con dốc cao, khúc khuỷu. Hai bên của đường đi khá đối biệt là vách núi và vực sâu, lúc bên này lúc bên kia. Tà Sùa ở đỉnh cao trên 2.865m so với mực nước biển, với vị trí như vậy, khi đến Tà Sùa, bạn vẫn còn thấy nhiều đỉnh núi cao hơn nữa. Tôi đến tà xùa với những chuẩn bị khá chu đáo giữa tiết lạnh từ kinh nghiệm của những người đã đến đây. Áo ấm, vớ chân, khăn choàng, miếng dán giữ nhiệt, bao và túi giữ ấm tay và dung lượng của máy ảnh để thỏa sức tự sướng khi phát khởi ghi lại hình ảnh tại các điểm đến. Thiên đường mây tà xùa Chả biết ai đã đặt tên nhưng trên những cung đường có bản chỉ dẫn như vậy. Tà xùa như độc quyền về mây để tặng nên những cảnh đẹp mà người ta thường ví ở chốn bồng lai tiên cảnh. Đó là niềm tự hào của vùng đất này và có lẽ cũng là so lo gan cho du lịch của điểm đến này dù tà xùa còn có những điểm đến như đỉnh gió cây táo cô đơn trẻ san tuyết vườn trẻ cổ thụ hoa mơ cùng những bản làng đặc trưng của người mông trong chuyến đi này tôi chỉ nói đến mây ở tà xùa bạn có thể ngắm mây ở tà xùa từ những đỉnh vách núi và đặc biệt mây sẽ đẹp trong những thời khắc khác nhau mà không phải ai cũng may mắn có cơ hội thưởng ngoạn mây chiều của hoàng hôn xa trên đỉnh gió mây trắng bàng bạc của đêm sớm và mây lãng đãng trên những bản nghiêng sườn núi người chủ homestay ngỗng tà xùa cho chúng tôi biết chiều qua có nắng và đêm mưa sớm mai mây sẽ đẹp lên đó mà ngắm và đón bình minh đừng bỏ lỡ khi đến đây đêm tà xùa lạnh dù đã trùng kín người những thông tin của chủ homestay làm tôi háo hức dậy sớm và chuẩn bị những thứ cần thiết cho cung đường treo leo tiếp thêm 14 km nữa để đến địa điểm được chọn, sống lưng khủng long háng đồng. Với chủ đích từ trước, tôi đón ánh mặt trời trên biển mây đó và nhiều người cùng háo hức khi những sắc màu vàng đỏ hát lên để từ từ hiện dần một chấm đỏ bình minh tỏa sắc lấp lánh. Máy ảnh, điện thoại từ đỉnh, mỏm của nhiều người tranh thủ chọn lấy những khung hình theo sở thích, những dáng người tạo hình đa dạng để chụp phổ viên ngọc đỏ bình minh. Háo hức để chọn góc nhìn hay lặng im, thở nhẹ, những du khách mỗi người mỗi vẻ để trải nghiệm riêng cho mình. Cả một cung đường và đoạn sống lưng dáng hình khủng long, hai bên là vách sâu, mây bốn bề, chỉ có sự can đảm mới dành cho những ai chấp nhận cái lạnh, và trải nghiệm khi bước đi giữa khí trời của đêm dần sáng trên sống lưng này. Có nhiều cách để xem mây nơi đây từng đoạn từ phía núi đi ra mũi nhô nhìn xuống thung lũng hoặc ngược lại. Từ mỏm núi cao nhìn xuống, bạn sẽ thấy một thung mây. Từ vách nghiêng của trạng núi, bạn sẽ thấy một sông mây uốn lượn và ở mũi núi nhô ra, bạn sẽ thấy một biển mây mênh mông. Khi vượt qua biển mây, ánh nắng mặt trời tăng độ, những mảng mây với các lớp hình thù nhẹ dần, tan dần cũng là lúc những tranh màu của bản mông hiện dần ra trong mờ ảo những con đường mòn uốn lượn gấp khúc mái nhà mông đơn cô trên những ô đất bậc thang như nét xuyến chênh vênh tuyệt đẹp gió chuyển đông và đồi mây vào các vách núi để thung lũng trở lại của buổi sáng tinh khôi mây cũng bắt đầu áp vào vách núi mẹ lên cao ôm lấy những đỉnh núi đường sống lưng và mũi của mỏng núi nhô ra dần chìm vào trong sắc trắng bồng bềnh những mảng mây trong và hơi lạnh theo gió táp và những người trốn muộn khi đón bình minh trên đường mòn sống núi những bức ảnh chụp vội với hậu trường thiên nhiên như sóng mây phía sau trồm tới trực chờ nuốt trọn cả không gian và con người trên dải đất từ vách núi cao. Ai đã can đảm theo cung đường tranh với vách núi để đến tà sùa, vượt qua độ cao hơn 2.800 mét so với mực nước biển để ngắm mây, nếm cái lạnh, cái gió và thưởng ngoạn cảnh quan của núi rừng hùng vĩ, những thung lũng nối tiếp nhau, bản làng treo leo, người mông trong sắc váy sặc sỡ màu tươi sáng, đều thích thú. Trải nghiệm sẽ rất thú vị cho những du khách khi đi cùng người yêu thương, gia đình và bạn bè, với những khung hình kỷ niệm mà không phải dễ dàng để có được lần thứ hai trong đời tại sao tôi nói khó có lần thứ hai bởi lẽ khi phỏng vấn một số người đã hạ sơn về với đồng bằng với phố thị nhiều người cho biết tà xùa đẹp với thiên đường mây nhưng xa quá cao quá dù an toàn nhưng cảm thấy trông tranh bất an trước vực sâu trên những con đường dốc núi vòng vèo cái trải nghiệm không chỉ nhìn mây của tà xùa mà cả khi mây núi và gió ở lại đường đi xuống cũng là một trải nghiệm không ít những lo lắng Tà Sùa chính là thiên đường mây tuyệt đẹp của Việt Nam. Nếu có dịp, hãy đến đó để trải nghiệm cho riêng mình. Một đôi trẻ yêu nhau đã viết lại cảm giác khi ngắm mây nơi này. Tình tang, trên đỉnh Tà Sùa trao nhau ánh mắt, liếc bùa vấn vương bình, minh ló dạng mở sương núi, mây và gió giật đường thiên cung.